quý vị và các bạn, kể từ sau tháng 11 năm 1946 tới cuối năm ngoái mới có một hội nghị văn hóa được gọi tên là Hội nghị Văn hóa Toàn quốc được tổ chức, mà các chuyên gia ví như một hội nghị riêng hồng bởi tầm quan trọng của nó. Đây là dịp để mọi người cùng nhìn lại kết quả xây dựng văn hóa, con người Việt Nam sau 35 năm đổi mới đất nước, nhận diện những biến dạng, những nguy cơ đe dọa văn hóa truyền thống và khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Và ngay sau hội nghị, các ngành, các địa phương đã phải bắt tay ngay vào việc thực hiện các giải pháp và năm 2022 sẽ là năm bản lề quan trọng để đạt được các mục tiêu lớn lao hơn trong tương lai. Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ cùng chia sẻ về câu chuyện này trong chương trình Góc nhìn Xuân Nhâm Dần 2022 ngày hôm nay. Rất cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình ạ. Vâng, xin cảm ơn đài truyền hình. Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Với phương châm quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đã chủ động rà soát, đề xuất tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, ban hành chủ trương, các bộ luật để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ quản lý. Ở năm đầu tiên của nhiệm kỳ, người đứng đầu ngành văn hóa, thể thao, du lịch nước nhà cũng đã khẳng định sự nhất quán trong hành động với khát vọng cống hiến. Quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến không chỉ là khẩu hiệu của Bộ nêu ra, mà đã lan tỏa đến tất cả các ngành, các đơn vị để chúng ta tập trung thực hiện điểm này. Rà soát để phát hiện các điểm nghẽn, các nút thắt, tìm các giải pháp hữu hiệu nhất để tháo gỡ. Nhìn lại năm 2021, trong các đợt giãn cách nối tiếp, kéo dài vì dịch bệnh lan rộng, trong những khó khăn, thách thức ngày một lớn từ hệ lụy của COVID-19, vẫn thấy rõ tinh thần Việt Nam, trái tim và con người Việt Nam lại sáng lên. Chúng ta không thể quên những nhân viên y tế làm việc liên tục dưới cánh nắng nóng trong bộ đồ bảo hộ, những người lính trẻ sẵn sàng tham gia chống dịch ở những điểm nóng. Tại hậu phương, cả nước nối vòng tay lớn hướng về miền Nam, hàng chục tấn nhu yếu phẩm ngày ngày được vận chuyển về nơi khó khăn. Đó là sức mạnh đoàn kết nhân ái được dân tộc nuôi dưỡng từ ngàn đời. Nhiều chương trình nghệ thuật cũng được tổ chức trực tuyến. Các video hướng dẫn người dân tập luyện thể thao với chủ đề Cả nhà tập ngay, đánh bay COVID. Nhiều phóng sự trên truyền hình và trên nền tảng số cùng mạng xã hội có phần mang đến liều vaccine tinh thần, phục vụ, cổ vũ nhân dân cùng nhau đoàn kết vượt qua đại dịch. Trong gian khó, nét đẹp văn hóa này của người Việt lại càng tỏa sáng. Thế nhưng song song với đó, vẫn còn những tồn tại, phần nhiều hiển hiện trên không gian mạng xã hội. Đó là vấn đề về văn hóa, ứng xử còn lệch lạc của một số cá nhân, là nạn bạo hành gia đình. Đó là những khuất tất trong việc giải ngân tiền từ thiện, những phát ngôn sai lệch, các cuộc livestream chửi bới, bê bối tình ái và lối sống của một số nghệ sĩ Việt. Thậm chí có nghệ sĩ đem cả sự suy đồi, phản cảm vào ngay trong tác phẩm nghệ thuật của mình. Một bộ phận nghệ sĩ bất chấp tất cả để được nổi tiếng đã tạo ra những tác động không nhỏ đến đời sống tinh thần của hàng triệu khán giả. Những cái thông tin lan truyền ở trên mạng xã hội không được kiểm soát, vô tổ chức, khiến cho những cái giá trị mà được định hình ở trẻ em, ở thanh thiếu niên và rất là nhiều nhóm khác, nó đang bị lung lay và nó đang bị biến chất thành những cái giá trị mà từ xưa đến nay chúng ta không hiểu nó là cái gì cả. Tất cả các bộ luật, các nghị định, các thông tư mà liên quan đến lĩnh vực của bộ, của mình, thì lĩnh vực của bộ của ngành các đồng chí biết là thể dục thể thao, là du lịch, là gia đình, là văn hóa, để đề xuất báo cáo của chính phủ với quốc hội để sửa đổi bổ sung về hệ thống pháp luật của ngành mình để quản lý tốt hơn. Và với cái cách như vậy thì trong năm tới chúng ta phải tập trung để trình quốc hội luật điện ảnh, báo cáo với các cấp có thẩm quyền để xem xét sửa đổi luật về phòng chống bạo lực gia đình. Bên cạnh việc hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng luật phòng chống bạo lực gia đình sửa đổi, trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030. Trong năm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kịp thời ban hành bộ quy tắc ứng xử với đối tượng áp dụng là toàn bộ giới nghệ sĩ hoạt động trong cả đơn vị công lập và nghệ sĩ tự do ở lĩnh vực nghệ thuật nói chung, bao gồm cả sân khấu, điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm. Các nhà quản lý nỗ lực tìm cách ngăn chặn các hành vi mang danh nghĩa văn hóa phản cảm trên các hạ tầng,
Thế nhưng, những nội dung này vẫn đang có xu hướng xuất hiện ngày càng nhiều hơn trên các nền tảng số, bất chấp dư luận, hậu quả về chuẩn mực đạo đức. Quá trình chúng ta xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà, sắc phong, chúng ta lại phải gắn với đó là quá trình tiếp biến văn hóa, tiến bộ của nhân loại. Tuy nhiên, do nhận thức, rồi do thị hiếu, vì vậy mà hiện nay có nhiều vấn đề về văn hóa đang được, có nhiều cái biểu hiện thưởng thức văn hóa cũng cần phải được xem xét chấn chỉnh. Đây không phải chỉ lỗi của ngành, nhưng nếu như sâu xa hơn thì có một phần trách nhiệm trong tham mưu, trong xây dựng, hay nói cách khác đó là tham mưu để xây dựng hệ sinh thái văn hóa. Để góp phần khắc phục cái này, chúng ta làm chưa mạnh và chưa quyết liệt. Thì với là một người đứng đầu một bộ đa ngành thì lĩnh vực nào ông đặt nhiều tâm huyết cũng như là ông có nhiều trăn trở nhất ạ? Có thể nói Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là một cái bộ đa ngành quản lý ở nhà nước ba lĩnh vực chính: văn hóa, thể thao và du lịch. Ở ba ngành này nó đều có mối quan hệ biện chứng tác động với nhau. Và trong nhận thức của bộ, chúng tôi thấy rằng văn hóa chính là nền tảng và văn hóa sẽ tác động đến cho hai ngành còn lại để phát triển. Văn hóa giữ vai trò trung tâm, vai trò dẫn dắt để cho ngành du lịch và ngành thể thao cùng phát triển. Trong một năm qua, với những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 thì rất là nhiều lĩnh vực đã bị ảnh hưởng và trong đó văn hóa cũng chịu nhiều rất là tổn thất. Vậy thì bên cạnh những tổn thất đó cũng có những cơ hội để chúng ta thay đổi và thích ứng với tình hình mới. Vậy thì với ngành văn hóa, chúng ta đã tìm ra những liều vaccine tinh thần nào cho năm mới 2022 ạ? Đúng là cái đại dịch Covid nó tác động đến toàn bộ nền kinh tế xã hội, không chỉ một quốc gia mà trên toàn cầu. Việt Nam của chúng ta cũng không ngoại lệ. Chính cái tác động của đó, tiêu cực của nó, đã làm cho ba cái lĩnh vực chính của bộ, từ thể thao đến du lịch đến văn hóa, đều gặp khó khăn. Nhưng đúng như cha ông mình nói, trong cái khó phải ló ra cái khôn. Lãnh đạo Đảng nhà nước của mình cũng nói, phải tìm trong nguy để có cơ hội để phát triển. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch xác định trong những lúc khó khăn này cần phải nỗ lực hơn, quyết tâm hơn, phải củng cố cái sức mạnh mềm của văn hóa để văn hóa trở thành một liều vaccine tinh thần để nhân dân cùng với Đảng và nhà nước chiến thắng dịch bệnh và phục hồi nền kinh tế. Nhận thức như vậy, cho nên Bộ Văn hóa Thể thao đã xác định phương châm hành động, quyết liệt hành động, khát vọng cống hiến. Đấy là sự cụ thể hóa cái tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 trong khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường. Và chúng ta nhìn thấy, trong đại dịch thì những giá trị tinh thần, những giá trị tốt đẹp của văn hóa dân tộc lại được kết tinh và tỏa sáng. Từ lời hiệu triệu của Tổng Bí Thư, ý Đảng hợp với lòng dân trong phòng chống dịch bệnh lan tỏa đến tất cả các ngành các cấp. Và văn hóa cũng chọn một cái hướng đi mới của mình. Có những việc chưa có trong tiền lệ, nhưng ngành văn hóa đã bắt đầu phải chuyển hướng. Ở góc độ nghệ thuật, các quý vị đã nhìn thấy, lần đầu tiên đã có nhà hát online, nhà hát truyền hình, để khắc phục cái việc các nhà hát buộc phải đóng cửa. Chúng tôi cũng tiếp tục tổ chức những nhóm được gọi như là những chiến sĩ xung kích đi vào tâm dịch. Những nốt nhạc, những lời ca ở trong tâm dịch phục vụ trực tiếp cho những chiến sĩ áo trắng ở trên mặt trận chống dịch, phục vụ cho những người đang điều trị, họ thấy lạc quan hơn, yêu đời hơn và từ thấy không phải sợ, bình tĩnh để vượt qua những cơn đau do bệnh tật hành hạ.
Như vậy cho thấy là 2 năm vừa qua thì ngành văn hóa cũng đã có cái sự vận dụng những sáng tạo linh hoạt để thích ứng an toàn với đại dịch và cũng trở thành một liều thuốc tinh thần rất là đáng quý với nhân dân. Tuy nhiên khi mà chúng ta nói về những vấn đề tích cực thì cũng có những vấn đề tiêu cực khác. Có những ý kiến cho rằng là vai trò của văn hóa trong việc xây dựng con người còn chưa được đúng tầm và đôi khi còn mang tính hình thức và cần có một cái môi trường văn hóa để có thể cải thiện những cái tình trạng như là tệ nạn xã hội, tham nhũng hay là những tiêu cực trong xã hội. Vậy thì nói thẳng ra thì đó là một cái sự xuống cấp về đạo đức xã hội rất đáng lo ngại trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Vậy thì ông có quan điểm như thế nào về ý kiến này ạ? Quả thực, trong xã hội vẫn còn những hiện tượng để lại cho chúng ta nhiều nhức nhối. Sự xuống cấp này có thể nói cũng có một phần trách nhiệm của ngành. Nhưng rộng ra có thể nói là khi chúng ta chưa làm đúng hết chức trách và bổn phận và những cái lát cắt ngang đó thiếu đi sự phối hợp cho nên chưa tạo ra được sức mạnh tổng hợp để chúng ta xây dựng con người Việt Nam mà nghị quyết của Đảng đã đặt ra với các tiêu chí rất rõ ràng. Và vì vậy mà trong thời gian tới chúng ta phải nhận thức đầy đủ hơn để chúng ta hình thành cái hệ giá trị này, xây dựng nó và thực hành cái hệ giá trị của văn hóa Việt Nam, của con người Việt Nam, đúng như chỉ đạo của Tổng Bí Thư trong cái hội nghị văn hóa toàn quốc vừa rồi được tổ chức ngày 24 tháng 11 vừa qua. Chúng tôi cũng thấy được trong sâu xa đó là phải nhuần nhuyễn hơn trong cái nguyên lý giáo dục của chúng ta, đó là giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Khi chúng ta coi gia đình là nền tảng, là tế bào của xã hội, vậy Đảng ta cũng đã có nghị quyết chuyên đề về gia đình, phải xây dựng gia đình tiến bộ, ấm no và hạnh phúc. Ở đó phải là tràn ngập tình yêu thương, ở đó là về sự tôn kính, kính trên nhường dưới, đạo lý của người bố, người mẹ, người con và bổn phận của từng thế hệ một. Và khi chúng ta có một gia đình đầm ấm, ông bà thì mẫu mực, gương mẫu, bố mẹ thì tôn trọng yêu thương, chăm lo cho đến con cái. Và từ đó, để rồi kết hợp với sự quản lý giáo dục của xã hội, thì chắc chắn cái hệ giá trị này nó được hình thành. Và khi nói đến những hạn chế và tồn tại bất cập trong ngành văn hóa, thì không biết là với lĩnh vực nào, ngành nào hay là một sự việc nào khiến cho Bộ trưởng phải đáng lưu tâm nhiều nhất và tìm ra nguyên nhân cũng như những giải pháp ạ? Tôi cho rằng là để có một cái kết quả văn hóa thì nó phải có một cái độ thời gian nhất định. Đây là một quá trình kiến tạo, quá trình hình thành. Và vì vậy mà phải hết sức kiên trì, hết sức bền lụy, phải giữ cho được những điều căn bản nhất của văn hóa Việt Nam trong bối cảnh chúng ta hội nhập sâu. Vì vậy mà bên cạnh chúng ta phải phát huy những giá trị tinh hoa của văn hóa dân tộc Việt Nam, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thì trong quá trình tiếp biến văn hóa, chúng ta phải biết gạn đục và khơi thông để không bị những cái văn hóa ngoại lao chi phối. Tất nhiên không phải là đóng cửa, mà phải biết cách để lựa chọn và phải có những hàng rào chắn về mặt kỹ thuật để giúp cho chúng ta có một nhận thức đúng. Trong thời đại mà bùng nổ về công nghệ thông tin, khi chúng ta hội nhập sâu, mặt khác chúng ta cũng phải bồi dưỡng những nhận thức. Và chúng tôi nghĩ là khi có một cái nền văn hóa tốt, bền vững, thì những điều đó chúng ta không sợ. Ngay từ bản thân mỗi một con người, suy rộng ra của một tập thể, họ sẽ biết tiếp nhận cái gì nên lưu giữ, cái gì nên bổ cứu để phát triển, cái gì nên loại bỏ vì nó đã lạc hậu, không phù hợp, cái gì nên học và cái gì nên không. Người Việt chúng ta thường có sự tinh tế và bao giờ ý thức, lòng tự hào dân tộc luôn luôn được đề cao. Và tôi nghĩ rằng một đất nước của chúng ta có thể nói phong phú, đa dạng về văn hóa. Và trong thực tiễn thì có thể nói sự phong phú đa dạng nhưng nằm trong một cái tổng thể thống nhất của 54 cộng đồng dân tộc anh em dưới sự lãnh đạo của Đảng. Chắc chắn chúng ta có niềm tin là chúng ta sẽ xây dựng được
một cái bản sắc Việt, văn hóa Việt. Đấy chính là hồn cốt của dân tộc và đấy cũng là vị thế của Việt Nam. Vâng, thưa Bộ trưởng, năm 2022, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xác định chủ đề là năm văn hóa cơ sở và công tác cán bộ. Vậy thì ngoài việc tập trung vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ văn hóa có chuyên môn và tâm huyết, thì ngành văn hóa sẽ làm gì để lối sống văn hóa tiêu biểu sẽ tác động và lan tỏa đến toàn xã hội ạ? Với ngành văn hóa, chúng tôi cũng đặt ra một cái mong muốn là cán bộ làm văn hóa phải có lối sống về văn hóa. Ở đây, lối sống này trước hết là phải nắm vững các quan điểm đường lối của Đảng về văn hóa để tự giác gương mẫu tổ chức thực hiện. Đấy là phải ứng xử văn hóa. Đấy là phải dựa vào trong một môi trường văn hóa của cơ quan để ở đấy là một cái tập thể đoàn kết tận tâm, tận lực vì sự nghiệp chung, vì nhiệm vụ chấn hưng văn hóa mà Tổng Bí thư yêu cầu. Đấy là phải lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà những người làm văn hóa phải hiểu sâu, nắm vững để bằng những việc làm cụ thể của mình nó tác động đến với những người xung quanh. Bởi vì xin thời Bác Hồ nói, một tấm gương sống còn hơn cả 100 bài diễn văn tuyên truyền. Thưa quý vị, tại hội nghị Diên Hồng về văn hóa, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 3 lần khẳng định văn hóa còn là dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Rất nhiều ý kiến tâm huyết được chia sẻ trong dịp này cũng cho thấy khát vọng xây dựng các giá trị chân thiện mỹ chuẩn mực cho nền văn hóa, làm nền tảng cho sự vận động của xã hội. Định hướng về tầm nhìn đều đã rõ ràng, điều cần làm ngay chính là quyết tâm thực hiện. Dành hơn 1 giờ phát biểu trước Hội nghị Văn hóa Toàn quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đưa ra nhiều khái niệm về văn hóa ở cả nghĩa rộng và nghĩa hẹp. Nhưng dù nói thế nào thì nói đến văn hóa là nói đến những gì tinh hoa, tinh túy nhất, được kết tinh hun đúc thành những giá trị tốt đẹp, đặc sắc nhất, rất nhân văn, nhân ái, nhân nghĩa và tiến bộ. Đảng ta xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước. Xác định phát triển văn hóa phải đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội là một định hướng căn bản của quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta. Nói sâu sắc, ngắn gọn như Bác Hồ vẫn nói là văn hóa soi đường cho quốc dân đi, và chúng ta cũng thường nhắc đến câu này. Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Tôi xin nhấn mạnh là đậm đà bản sắc dân tộc. Nên tại sao nói là dân tộc văn hóa còn thì dân tộc còn, mà bản sắc văn hóa dân tộc không còn thì không còn dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nền văn hóa đã đóng góp to lớn vào sự nghiệp cứu quốc và kiến quốc. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết cũng cần nhìn thẳng vào những hạn chế, bất cập, yếu kém trong lĩnh vực văn hóa để từ đó tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Tổng Bí thư cũng chia sẻ, gần đây ông chưa thấy một bài hát nào hay. Hạn chế yếu kém nổi bật được nhắc đi nhắc lại nhiều lần lâu nay là văn hóa chưa được các cấp các ngành nhận thức một cách sâu sắc và chưa được quan tâm một cách đầy đủ, tương xứng với kinh tế và chính trị, chưa thật sự trở thành nguồn lực, động lực nội sinh của sự phát triển bền vững đất nước. Vai trò của văn hóa trong xây dựng con người chưa được xác định đúng tầm, còn có chiều hướng nặng về chức năng giải trí. Hình như là chỉ ca múa nhạc, nhảy hát, đi xem cho nó giải trí thôi. Không hiểu đây là một cái kênh để mà giáo dục con người, để mà nâng cao cái phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống thông qua cái kênh văn hóa, văn học nghệ thuật này, chứ mà chỉ là giải trí đọc cho vui, dỗi thì xem, không thì thôi. Như vậy liên quan đến sáng tác thế nào để giáo dục được, chứ không phải là sáng tác chạy theo mốt, bắt chước nước ngoài một cách nhố nhăng rồi để vui chơi giải trí, không có chọn lọc, không phù hợp với dân tộc ta. Nói nặng ra là tiếp thu một cách vô văn hóa và phản văn hóa. Môi trường văn hóa vẫn bị ô nhiễm bởi các tệ nạn xã hội, tham nhũng, tiêu cực. Sự chênh lệch về hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, các miền còn lớn.
các nhà bảo tàng, các rạp chiếu bóng bây giờ còn hay là biến thành những nơi để làm tiền hết, cho thuê, còn này là làm kinh tế trong văn hóa, nó mất cả cái giá trị bản sắc văn hóa đấy. Cái này là cái lớn nhất. Với tiềm lực, vị thế, cơ đồ của đất nước như ngày nay, chính là động lực để mỗi người dân Việt Nam tăng cường lòng tự hào dân tộc, quyết tâm đổi mới và chấn hưng văn hóa Việt Nam trong thời kỳ mới, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, để văn hóa thực sự là nền tảng tinh thần, là động lực phát triển và soi đường cho quốc dân đi. Vâng, thưa Bộ trưởng, tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ nhất vào năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu rõ văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Vậy thì tinh thần này sẽ được tiếp nối như thế nào trong công cuộc chấn hưng văn hóa từ sau Hội nghị Diên Hồng vừa rồi ạ? Trong cái lịch sử lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì Đảng ta luôn luôn quan tâm đến lĩnh vực văn hóa. Và lần này, Hội nghị Văn hóa Toàn quốc là dịp để chúng ta nhìn lại cái kết quả 35 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng về lĩnh vực văn hóa. Chúng ta nhận thức sâu hơn cái hệ tư tưởng mà Đảng ta đặt ra cho văn hóa. Chúng ta lại thấy rõ hơn những cái nỗ lực quyết tâm mà Đảng ta đang tập trung để chỉ đạo. Và từ đó mà xuyên suốt nó là khát vọng xây dựng đất nước. Đấy chính là chiều sâu của văn hóa, là cái bên trong của nhận thức con người. Và vì vậy mà chúng tôi cho rằng sau hội nghị, các ngành các cấp đều được triển khai. Và với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước, chúng tôi đã thấy những tín hiệu mừng. Các địa phương cũng đã dần sự quan tâm tốt hơn trong lãnh đạo văn hóa, quán triệt sâu hơn 6 nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư tại hội nghị. Không chỉ là nói chấn hưng văn hóa, mà phải biết làm cụ thể để chấn hưng, và mỗi ngành mỗi cấp đều chọn cho cái riêng của mình để thực hiện. Và cũng không thể tách văn hóa ra khỏi kinh tế và tách văn hóa ra khỏi chính trị. Mà trong tổng thể này, chúng ta tác động với nhau. Cái này làm nền tảng cho cái khác, cái này làm đồ bền vững cho cái kia. Và cái này nó hỗ trợ để cùng nhau phát triển. Biến chứng ở chỗ đấy. Và vì vậy mà có thể nói chúng ta phải tập trung đầu tư cho văn hóa. Đây cũng là một cái mà Đảng đã nhìn thấy. Rất mừng là sau hội nghị Văn hóa Toàn quốc, lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước đã chấp thuận cho phép Bộ Văn hóa Thể thao cùng với các bộ ngành sớm trình cấp có thẩm quyền để có một chương trình phát triển văn hóa có tính chất bền vững. Tôi nghĩ khi có được một chương trình đó, có một cái đề án tổng thể và có các đề án nhấn, thì đó chính là cái gốc để chúng ta đi, không bị chệch hướng và thấy được cái nguồn lực để chúng ta làm trong thời gian tới. Sau năm 2022 thì chúng ta sẽ bắt đầu quyết tâm vào việc chấn hưng văn hóa. Vậy thì thưa Bộ trưởng, chúng ta phải hiểu như thế nào về hai chữ chấn hưng ạ? Đây có phải là chúng ta đi tìm lại những bản sắc, những văn hóa đã mất trong quá khứ, hay là chúng ta xây dựng lại một hệ giá trị mới trong tương lai ạ? Ở đây cần phải hiểu cái khái niệm nó rộng. Chúng tôi ý thức thế này, khi Tổng Bí thư nói chấn hưng, có nghĩa là chúng ta đã có cái đã sẵn, chúng ta làm đẹp hơn, chúng ta làm tốt hơn, chúng ta tiếp thu cái mới để chúng ta bổ cứu. Như thế thì nó là mới chấn hưng. Và vì vậy mà xuyên suốt đó là chúng ta phải tập trung để xây dựng cái nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đấy chính là cái gốc. Và trong quá trình đấy, chúng ta phải kịp thời phát hiện ra những điểm nghẽn, những khó khăn bất cập để chúng ta bổ cứu các giải pháp. Và từ chúng ta bổ cứu các giải pháp thì chúng ta phải ngăn chặn cái sự xuống cấp, sự băng hoại về mặt đạo đức xã hội. Và chúng ta cũng hội nhập sâu vào nền kinh tế. Chúng ta không chỉ quảng bá cái hình ảnh, cái vị thế, lan tỏa cái giá trị văn hóa
tốt đẹp của Việt Nam ra với bạn bè quốc tế. Chúng ta lại lựa chọn những vấn đề tốt đẹp của văn hóa nhân loại để chúng ta bổ cứu vào cho cái trong chiều sâu văn hóa của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Và việc này thì có thể nói là trong lịch sử cha ông chúng ta đã làm rất tốt, thì chúng ta hãy cứ bám vào những cái bài học thành công trong lịch sử cũng như những bài học của hiện tại, thì tôi nghĩ rằng hiểu chấn hưng ở góc độ đấy thì chúng ta đã làm và chúng ta sẽ làm đúng như tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư. Vâng ạ. Vậy thì với chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 được coi là một nhóm giải pháp để thực hiện những mục tiêu lớn về văn hóa trong tương lai với ba trụ cột chính là tăng cường đầu tư, đổi mới sáng tạo và đột phá thể chế. Vậy thì định hướng đã có rồi, vậy thì cách thức thực hiện sẽ phải như thế nào ạ? Khi xây dựng để tham mưu cho chính phủ ban hành về chiến lược văn hóa, chúng tôi cũng đã tổng kết cái chiến lược trước đây sau 10 năm thực hiện. Đồng thời chúng tôi cũng cập nhật cái chiến lược mà Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đề ra trong kinh tế xã hội, bổ sung những luận điểm mới để xác định cái ba trụ cột này. Và vì vậy cũng rất rõ rồi, cho nên cả ba cái trụ cột này phải đều được tiến hành đồng thời, không có cái nào đứng trước cái nào. Và vì vậy chúng tôi cho rằng phải bám sát khâu thể chế. Đây cũng là khâu mà Đảng ta nói, một trong ba đột phá chiến lược về mặt thể chế. Nói về thể chế văn hóa thì bây giờ ngành văn hóa phải chủ động rà soát. Đó là phải xem lại các công cụ quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa. Còn điểm nào chưa được thể chế hóa bằng pháp luật để đề xuất với Quốc hội ban hành. Và tiếp cận nó ở góc độ nào, chứ không phải chỉ là quản lý, ban hành luật để quản lý. Tôi lấy một ví dụ. Như gần đây, chúng tôi trình Quốc hội để sửa đổi bổ sung luật điện ảnh. Nhưng ở cách tiếp cận hoàn toàn mới. Phải hiểu nó là một lĩnh vực nghệ thuật. Nhưng đồng thời đó là một cái lĩnh vực thuộc về công nghiệp văn hóa. Và như vậy, chúng ta phải ban hành pháp luật này để mà cho ngành đề nền chúng ta có điều kiện để hội nhập vào phát triển ngang với các cái nền điện ảnh mà các nước tiên tiến người ta đã làm, người ta đã có hướng đi. Cũng tương tự như vậy, các bộ luật khác cũng đang được rà soát, từ luật di sản sắp tới đây cũng được xem xét sửa đổi. Không chỉ là quản lý di tích và di sản, mà cái giá trị lớn hơn đó là phát huy giá trị của di tích di sản trong thời kỳ mới như thế nào. Tóm lại, về mặt thể chế là phải được ưu tiên, xem xét. Khi có thể chế, thể chế ở đây cũng còn là sự cụ thể hóa quan điểm của Đảng, đường lối của Đảng bằng công cụ pháp luật. Dưới luật là các nghị định, rồi các thông tư, để nó đảm bảo từ thông suốt trong quá trình chúng ta vận hành, chúng ta có những chế tài để xử lý, ngăn chặn những cái biểu hiện lật chuẩn, phi văn hóa. Và bên cạnh đó là khuyến khích xây dựng văn hóa. Thứ hai là chúng tôi cũng đề xuất và như nãy tôi đã nói, đó là cái chương trình tổng thể về phát triển văn hóa trong 5 năm và 10 năm tới. Và có những cái đề án cụ thể trong chương trình, tuy nhiên không thể dàn trải. Và hiện nay tôi được biết, sau khi có chiến lược, chính quyền các cấp đã bắt đầu triển khai. Các bộ ngành cũng đã vào cuộc theo cái sự phân công của chính phủ. Và hy vọng trong năm đầu chúng ta triển khai và với các cái động lực mới, đặc biệt là cái tinh thần cái hội nghị văn hóa vừa qua, thì cái chiến lược này nó sẽ được đi vào thực tiễn của cuộc sống. Rất là cảm ơn Bộ trưởng với những chia sẻ vừa rồi. Thưa quý vị, văn hóa được xác định là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước, xác định phát triển văn hóa đồng bộ, hài hòa với tăng trưởng kinh tế và tiến bộ xã hội. Ở đó, con người là chủ thể, giữ vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển văn hóa, xây dựng con người, vừa là mục tiêu mà vừa là động lực của sự nghiệp đổi mới, phát triển giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu. Bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề sống còn, là tiêu chí của phát triển bền vững, xây dựng
dựng gia đình hạnh phúc tiến bộ, làm tế bào lành mạnh, vững chắc của xã hội, thực hiện bình đẳng giới là một tiêu chí của tiến bộ văn minh. Và qua phần trao đổi ngày đầu xuân mới cùng với Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, chúng ta thêm hiểu hơn về những quyết tâm của người đứng đầu ngành văn hóa của đất nước trong việc chấn hương văn hóa, trong khát vọng xây dựng hệ sinh thái văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam. Và tin tưởng trong một tương lai gần, văn hóa sẽ được thực sự đặt ngang hàng với kinh tế chính trị. Một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã tham gia cuộc trò chuyện đầu xuân cùng với kênh truyền hình VTC1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.